Chào các bạn đã đến với bản tin Covid Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 19 tháng 2 đến 17 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR, tăng 3 ca so với ngày hôm qua, nâng số ca mắc Covid-19 tỉnh Tiền Giang lên 35.441 ca. Về công tác điều trị, trong ngày hôm nay có 327 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 89%. So với ca nhiễm, nâng số ca được điều trị khỏi của tỉnh lên 31.566 bệnh nhân. Hôm nay tỉnh Tiền Giang tiếp tục không có ca tử vong, giữ số ca tử vong của tỉnh như ngày hôm qua là 1.225 ca. Trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 3 địa phương ghi nhận ca mắc Covid-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR là thành phố Mỹ Tho có 2 ca, đều ở phường 5, trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và 1 ca trong khu cách ly. Huyện Gò Công Đông có 2 ca mắc Covid-19 mới tại xã Bình Nghị, trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng và 1 ca trong khu cách ly. Thị xã Gò Công hôm nay cũng có 2 ca mắc Covid-19 mới ở phường 3, trong đó 1 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và 1 ca trong khu cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 3 ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng, 3 ca mắc Covid-19 mới trong khu cách ly và qua test nhanh ghi nhận 37 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính trong ngày của các địa phương như sau: thành phố Mỹ Tho 21 ca, huyện Cái Bè 1 ca, thị xã Gò Công 5 ca, huyện Cai Lậy 8 ca và huyện Gò Công Tây 2 ca. Có 5 địa phương không ghi nhận ca test nhanh dương tính trong ngày là huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo, thị xã Cai Lậy, huyện Tân Phước và huyện Tân Phú Đông. Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 19 tháng 2 đến 16 giờ ngày 20 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, Việt Nam ghi nhận 47.200 ca nhiễm mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 47.192 ca ghi nhận trong nước, tăng 5.224 ca so với ngày hôm qua. Tại 63 tỉnh thành phố có 33.851 ca trong cộng đồng. 10 tỉnh thành phố có ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 5.102 ca, Bắc Ninh 2.360 ca, Phú Thọ 1.981 ca, Quảng Ninh 1.980 ca, Thái Nguyên 1.838 ca, Hòa Bình 1.797 ca, Nam Định 1.754 ca, Hải Phòng 1.698 ca, Vĩnh Phúc 1.692 ca và Ninh Bình 1.556 ca. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc Covid-19 mới do biến thể Omicron. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 97 ca, Quảng Nam 27 ca, Hà Nội 18 ca, Khánh Hòa 11 ca, Đà Nẵng 8 ca, Kiên Giang 4 ca, Quảng Ninh 20 ca, Thanh Hóa 2 ca, Hải Dương 2 ca, Hải Phòng 1 ca, Long An 2 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, Bình Dương 2 ca, Lâm Đồng 1 ca, Ninh Bình 1 ca, Hưng Yên 1 ca, Bình Phước 1 ca và An Giang 1 ca. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay, Việt Nam có 13.414 bệnh nhân được điều trị khỏi và có 78 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 1,4% so với tổng số ca nhiễm, nâng số ca tử vong của Việt Nam đến nay lên 39.501 ca. Đà Nẵng là địa phương có ca tử vong cao nhất trong ngày hôm nay với 7 ca và thấp nhất là Trà Vinh 1 ca. Với 6 ca mắc Covid-19 mới, tỉnh Tiền Giang đứng thứ 63 trong số 63 tỉnh thành phố có ca mắc Covid-19 mới trong ngày hôm nay. Bản tin Covid-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.